Chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay anh em mình đang có mặt tại một cái đập. Đập này thì nó rộng hơn cái hồ hôm trước mình câu rất là nhiều. Thì bây giờ là 6 rưỡi gần 7 giờ sáng. Thì anh em mình có một chuyến sinh tồn ở cái đập này. Anh em mình nãy giờ thì xả mồi rồi. Thì bây giờ thì chờ cá vô thôi. Thì cái chuyến đi này thì anh em mình đi tầm 12 giờ nha anh em. Đi từ sáng cho tới chiều tối rồi anh em mình đi về. Kiểu như anh em mình mò cua bắt ốc, bắt được con gì thì ăn cái đấy anh em ơi. Anh Nhí thấy sao? Anh sao cũng được. Anh sao cũng được em? Anh cứ tin em ơi. Em nghĩ chỗ này mưa thuận gió hòa, trời đẹp, mây che núi kia là chút nữa đừng là mưa nó to. Nó dần dần tao đừng mưa nha. Đây thì hiện tại chỗ này thì có anh em bọn mình câu thôi. Thì mình có mang theo một ít bánh thuẫn ở nhà vợ anh ấy làm. Đấy, đây anh em ơi. Làm cái mình mang đi ăn sáng với vài gói mì tôm. Để lát có đói thì anh em mình ăn sống. Chứ anh em mình không có mang theo gì để nấu nước để chớ mì tôm cả. Đấy, bánh thuẫn đây anh em ơi. Mời mọi người nha. Anh muốn làm cái không? Chắc mình trước á. Chắc mình trước không? Nãy tụt cái cần. Thì anh em mình đứng trên cái dốc bê tông này, anh em mình câu. Mấy cái bãi ngoài kia thì nó hơi có cỏ. Sợ thả xuống nó dính cỏ anh em. Thôi bây giờ mình chờ nó quấn ổ ra rồi bắt đầu mình quay cảnh giật cá cho anh em xem nha. Nói chung ở đây cũng đẹp lắm anh em ơi. Nhìn xung quanh toàn là núi thôi, kiểu như là bây giờ đang mưa. Trên mình đang là mùa mưa nên là mây nó cứ che hết núi á. Nhìn núi thì nó không có rõ. Giá còn mấy đi được rồi. Giá còn mấy chị? Đâu có ăn gì. Không, em thích cần câu cần tay hơn. Anh em mình đang chuyển bãi câu rồi mọi người ơi. Thì phía bên kia thì mình ngồi mặc áo mưa á. Thì nó vẫn bị ướt. Nên là anh em mình quyết định lấy áo mưa làm bạc. Tiếc có cái bạc. Để mà ngầu đốt đống lửa cho nó ấm. Đây, ướt hết rồi đây. Đói ăn mì. Nãy giờ xả màu mà cá nó chưa vô nên là ngầu làm gói mì tôm cho nó lót bụng nè anh em. Má số phận hay sao ạ? Nó đi đầu khói đấy. Có do anh đang ướt ấy, khói là nó ấm người anh nó hiểu nhau hết nè đấy. Hên là vơ được ít củi đốt được đống lửa. Không là giờ mà lạnh teo luôn á, tại tuốt trên hồ anh em. Chúng nãy giờ là xác định về ướt anh ấy. Thì mày đã mưa lại chứ. Được cá ba ngón tay vậy đâu. Mà nghĩ cá đấy thì làm gì anh em. Nên là đỡ từ từ á. Có thang rồi á, tính sau. Chuột lạnh á. Mưa giờ cứ càng ngày càng to vậy mà. Đây là cái cảnh đi câu cá mà không có đầy đủ dụng cụ đây anh em. Ngồi ngắm mưa mà cá còn chưa ăn nữa chứ. Không thiệt. Buồn thiệt. Lửa ấm. Ông bà bá rồi đâu phù hộ rồi với gì làm ăn gì vậy ông? Chưa phù hộ. Thời chưa táo thấy thảm dựng bạc cá mưa vậy mà không hỗ trợ cho vài con cá mà thôi chứ. Thôi để giờ chờ ráng anh vậy, đường nào cũng có. Phải cố gắng ngoan. Cố gắng cuộc sống à. Sống nha, giờ mình đã tới cái bước đường cùng vậy rồi mà không có cá nữa là hỏng luôn á. Chuyện khói đây anh làm ăn mục chưa? Mày ướt cái gì anh ướt. Giờ mướt câu được con cá trophy to bằng bằng ni thôi. Ni thôi à. Ni thôi. 5 phút nữa. 5 phút nữa đúng không? Có là lên lửa luôn đúng không? Đây, sẵn đây là vô luôn. Tụi anh mì tôm đừng ngán chưa. Em nãy giờ giúp mấy cái bánh bông lan rồi. Thôi giờ chờ cho cá ăn rồi anh em. Lâu quá. Mưa thì nó không chịu ngớt. Đấy anh em thấy không? Nãy núi ông sùm mà bây giờ mưa không thấy ngọn núi nào luôn. Em làm cái mì vậy? Mãi còn có cá anh em mà khò quá. Còn cái ốc quá. Vậy không? Giật mấy con lên bờ bành kỳ hô gô không rồi xảy hết anh em. Cho sao thêm chút ạ. Tới giờ là được hả? Đây là cách là coi ăn mì trên rừng núi nha anh em. Quá đói chờ coi gầm gói mì cho nó đổ.
cho cuộc thi mốm. Ý là nãy ảnh với chữ mình quá trời nè em ơi. Câu làm đũa chưa, mày làm đũa chưa? Cần đũa. Bỏ muối vô chưa? Rau, đũa ăn rau. Đấy, bây giờ đi làm, lấy đi làm đũa nữa. Ừ. Lấy giờ đi làm đũa nữa. Làm gì còn cái gì phải làm. Đây ở đâu mà làm. Đũa mà cần gì làm trời. Nãy mình giật hai con Hugo lên táo bờ sảy nè em ơi. Nghĩ là quá trời luôn. Anh gói mì lấy lại tự tin đó. Yếu. Người ta gọi là non quá non. Non quá non à. Sau chắc em bỏ bộ môn này quá anh đi. Bộ môn này là gọi là bộ môn chờ đầy này. Chính xác. Có bộ môn nào mà nó thảm hại nguồn câu cá đó, vừa khổ, vừa nắng, vừa mưa. Mở cái này ăn được người ta. Được. Nhúng vô nước sâu chứ, dập khuẩn đi. Dập khuẩn đi. Ừ. Em nghi cái đây nó gai góc không này nè. Tù lạnh. Thôi mình hành mình giống ai hành đâu mình lạnh. Sao còn ta? Còn. Sao cái kia nó ăn đậu phao vậy ta? Không phải vậy á. Dạ. Nhúng đây vô nước sâu à? Anh đợi ý nãy giờ đi mà. Dạ. Ui dồi. Này co review ăn mì gói tại rừng nha các bạn. Chùa này giấy rồi còn nhíu vô đây nữa chán chưa không? Bên một bên một ống với bên nào có ống nước thải với không? Thải gì ai thải ra chỗ đấy? Bên này nó phải thải, bên này nó phải có cánh tay thải. Không, em xin phép tự cái đây trước ạ. À, làm đi em. Bỏ cái mũi anh cho nó đẹp quá. Khổ quá, quá khổ cho cái bụng mình này. Vô mọi người nha. Các bạn thấy thương cô hãy nhớ đăng ký và ủng hộ pho nha các bạn. Đây là mình tự hành mình thương nhờ. Nhờ kêu cầu có cá nướng rồi mà sao nãy giờ giật ngu quá. Để ta mốm anh em. Lên mấy con rồi, mấy con được. Ngon nhé. Ngon nhé. Lúc đó này ngon. Này có mới lá giang nữa là ngon hơn nữa. Cái khu này không có lá giang. Câu này em đi tìm không? Đúng rồi, em rằm tìm thấy lá giang rồi. Cái phao kia anh sao nè? Nãy lên khúc, giờ nó xuống lại khúc kìa. Chưa đâu, coi nãy giờ đi. Cuối cùng thì trời nó cũng đã tạnh mưa rồi mọi người ơi. Thì đây là cái lều mà anh em bọn mình dừng tạm để mà trú mưa nãy giờ này. Đốt đống củi cho nó ấm. Chào anh. Hao em, nãy giờ em dở chưa thấy con trùng nào đó. Em đi lấy củi. Nãy giờ anh dỡ được trong nào không? Tưởng nhiều lắm chứ. Thì đem gì nè. Nãy mình mặc cái áo khó của mình ra mình đứng mình câu cá. Thì mưa nó ướt hết rồi. Nên là phải có chỗ để mà đốt đống lửa cho nên mình ấm. Còn cái dù này thì lúc nãy nó bị rớt vô cái đống củi này, nó bị cháy một bên này. Lấy mình che luôn. Quần áo nè mình ướt hết rồi. Biết sao hôm nay đi mà nó mặc áo mưa mà nó lại ướt nên là anh em mình làm cái chòi. Đây là cái địa điểm anh em mình câu đây. Lúc nãy giờ câu thì cá con nó vô nó phá thôi. Không câu được cá lớn, câu được vài con cá con hai ba ngón tay á. Vô nó phá hết, ăn một bụng thịt no rồi á. Giật lên chỗ này giật nãy giờ mình giật hụt ba bốn con rồi. Kiểu như giật lên rồi mà nó mắc cỏ, nó đào tẩu mất. Bệnh nhí. Như này kỳ cứu. Giờ có đào thêm được con trùng nào nữa không? Có câu không? Mấy con à? Không đào tiếp. Anh định làm gì nữa vậy? Ăn tiếp chứ làm cái gì? Ăn nữa. Chùi. Hơn là có mấy gói mì tôm chứ không là bữa nay là ngày đây là chết đói. Chùi mà ước giờ lạnh quá anh Như. Không, ráng chờ Hugo vô cái hả? Nè, em đào được con trùng nè. Đây, anh đào lấy trùng ấy, cần vá lửa. Trời ơi, con trùng này câu cá gì? Câu cá mọc. Thâu, thua quá. Tạnh mưa mà cá không chưa vô ăn. Giờ đúng giờ gió mà cũng cho đồ nó khô đã. Đi câu kiểu này là chỉ có mì tôm thôi anh em ơi. Hơn là mang vài gói mì tôm á. Đây. Câu cá mà câu lên nhìn muốn hờn luôn.
Nhìn cái dòng cá là anh em biết cá to cỡ nào rồi gì. Một con bé bằng hai ba ngón tay. Một buổi đi câu thiệt là nản. Nhưng mà không sao, clip này thì mình làm chủ yếu là có cái gì mình ăn cái đấy, mình sinh tồn mà. Nên mình không có quan trọng việc cá to hay cá nhỏ. Chút mấy con cá này mà nó hổn hổn mình đem vô mình nướng luôn. Bắt trùng rồi anh trùng ấy. Hả? Bắt trùng mà anh trùng ấy. Không, cái đấy không muốn ăn không? Đây, anh em, mọi hôm thì mình phóng sinh, nhưng mà hôm nay mình không phóng sinh nữa. Đói quá. Không phải là đói quá, mà là anh có để ý không? Là máu lòng mình câu được cứ hai ba ngón tay nè. Mà kiểu như mình không lấy á, mình phóng sinh á, là nó sẽ câu cá nó sẽ mốm. Em để ý mấy bữa nay đâu. Hay. Nên là hôm nay á, ở đầu clip em cũng có nói á, là cứ gì cũng ăn. Cứ hôm nay cứ gặp cái gì là ăn cái đấy. Nên là hôm nay mình sẽ không phóng sinh. Thì cá này nó hơi nhỏ, nhưng mà thịt nó cũng ngon anh em ơi, chứ không phải là không ngon đâu. Đừng có thấy nó nhỏ mà chơi nó nha, lúc phi mà. Cái loại cá nhỏ nhỏ này bình thường bác gì mà người biết làm gì không? Cho gì? Xay chả. Xay chả. Bình thường bác gì anh cho gì không ạ? Anh cầu cá, hầu giờ anh đâu cầu cá mấy nhỏ nhỏ đây đâu. Rồi, hôm nay anh đi với em vậy, anh có thấy mình hạnh phúc không anh? Hạnh phúc không? Hạnh phúc. Cái đây, cái đây mà mấy con cá nó biết nói, anh biết nó nói gì không? Nó nói mấy con mắc dạy. Không hả? Nói mấy con ngu. Chờ mưa bão hai thằng cầm củi đi ra đây đi câu. Thấy không đây, sao? Đây cầu, trời ơi. Bây giờ nha, ai nướng chín trước hai con nào của người đấy là người đấy ăn trước. Ok không? Ok, người ta nướng chứ, từ từ cho nó ngon chứ. Nướng mà cho cái một cân như thế. Đây độ nhúng đàng hoàng ấy chưa. Đang đi câu cá. Nướng người ta làm cho người ta chở đây. Nướng đang như đi câu cá. Chút đi, chút tôi chở cho ông coi. Chở bằng cách nào? Ủa, người ta phải có cách chứ sao không có. Chút đỡ đầu coi nha. Ok, chút đỡ đầu coi. Em quan trọng là cá em đã sắp chín rồi đây. Nó ta ăn cá em chảy nước mắt luôn. Sao? Ăn cá chảy nước mắt luôn. Cảm động quá, em mấy con cá nhỏ cảm động quá. Má, có gì mà. Bây giờ nha, em nói anh nha. Bây giờ mình ăn xong mấy con cá đây, anh biết điều gì nó sẽ tới với mình không? Một con to sẽ tới. Đúng, mình mấy bữa nay là mình phóng sinh quá là nhiều lần rồi. Hôm nay mình sẽ không phóng sinh nữa. Hay, hay quá khó. Em tính hết rồi. Chứ không cứ đỡ vậy là cá nó không ăn. Càng ngày là không có cá. Chắc là muốn á khô. Cái chuyện xua rủi chắc anh muốn em ơi à. Ừ. Không nhưng mà không sao. Mình này cũng đâu có mốm đâu. Được mấy con nè nữa không. Hey. Thì cũng lên lửa chứ có phải đơn giản đâu. Ý là như anh kêu thao mang gà dịp đồ lên đây nướng cho nó thoải mái mà mình. Nhưng mà mình kêu là thôi, giờ mình đi đã đi ra rừng ra núi mà. Mình sống như người rừng mà. Thì mình phải sống theo kiểu vậy này. Chờ đỡ mà đem gà đem vịt nó lại mắc hay đúng không anh em? Nhưng mà thôi bữa nào nhí đem thì cũng ăn. Hay, còn hay. Cái hay nhất ngày này ạ. Rầu, cháy mất cái cây đâu. Đấy. Nói rầu. Sao? Cháy cây này thì còn cây kia thôi. Cái phao đâu mất rồi ta. Cá mình chín rồi anh em ơi. Có lẽ là mình xin phép xử trước. Đấy, cái nướng nó đen đen như thế này này. Con cái mình cạo nó ra. Đó, nhớ cầm em giùm em chút ơi. Đó, mình cầm cảnh cá này đó. Cá to chứ anh nhỉ? To. Trời, cảm động rớt nước mắt. Đáng lẽ bình thường anh em mình đi câu á, những cái loại này này thì anh em mình sẽ thả chứ không bao giờ lấy. Hoặc là nó số lượng nó nhiều á, mình sẽ lấy về mình làm chả. Nhưng mà thôi. Thì mốm bữa giờ rồi. Cũng lý do là mình thả là sao á, thả dữ quá là sao á. Câu không có nữa. Hôm nay anh em mình quyết định là xử luôn. Ôi hồ nóng. Thồn lắm chứ. Thồn không? Trời, thồn chịu nổi vậy á. Tính ra đây cũng là cá mà chứ. Chỉ điều nó cái size của nó không có được to thôi. Thôi. Chịu chỗ cái á, chạy nước mắt quá. Chạy mắt, cảm động á. Cảm động chạy nước mắt quá. Cá to cảm động á. Ôi dồi. Đây, cá đây. Đấy. Thấy đã chưa? Muối đâu? Tôi muối này. Muối đây. Em ăn luôn xương hay coi. Em ăn luôn xương ơi. Em tức lắm rồi mà. Em kêu đường nào bữa nay em cũng quyết định em ăn nó mà. Đổ lên. Đổ muối lên. Trời ơi. Lắm. Mọi người nha. Thơm lắm. Ngon không?
ngon mà hơi khét khét. Cái mình nướng dở quá mà không khét. Sao cái khét đã? Chục con này chắc là tao nghĩ là đen thui chuột lùi luôn không ạ? Đâu. Nó phải giòn, con đấy em là em phải mướn cho nó giòn. Có một sự thật là ý sự thật là gì vậy anh nhỉ? Ngon quá hay. Không. Một sự thật là cá nhỏ thường nhiều xương. Ừ. Nên là cá này chỉ thích hợp để mình làm chả thôi. Mà nhai xuông nước xuông luôn. Ừ. Nhai cái đầu đó luôn. Sao vậy? Cá nhỏ mà ăn xuông nhai xuông nước xuông luôn. Thì em vẫn ăn xương mà em có nhai cái đầu nó. Ngon quá nhỉ. Ngon quá, làm con nữa em. Làm con nữa cho. Ai, xin phép mọi người, đây là con của mình đây. Thiệt. Em nói thiệt, cuộc đời em nhìn con cá muốn hờn luôn á. Nhưng mà em không thể nào tha nó thêm một lần nào nữa mà. Em ăn lâu quá, nó gặp anh này chắc anh tài hết lòng ạ. Ai, chắc thêm ít muối nữa nè. Chắc vô cái bụng á. Đấy. Rồi, quất quát, banh chát luôn. À, mà mọi người nha. Rồi. Còn đúng cái đầu. Nuốt cái đầu luôn. Không, ra. Ngon quá. Ngon quá, làm con nữa. Không dám, không dám. Ừ, con ăn tô ai biết đâu. Bây giờ. Anh đang cắm nhỏ, cá nhỏ anh cảm động quá, anh khóc nãy giờ đi mà. Anh khóc nãy giờ ạ. Khóc nãy giờ. Ờ. Cá anh chín chưa? Cá anh chín rồi chứ. À, thử đi. Đã nói là hôm nay ăn cho bỏ ghét mà có phải là ấy đâu mà sợ. Trời ơi, khói quá. Trời, đen như cục than gì mà. Đen như cục mà các bạn ăn cá rô siêu to khổng lồ ăn. Ở đây còn cá anh có thấy ngại không anh ấy? Chạy nước mắt luôn mà. Em thấy ngại mà em cảm động chạy nước mắt luôn ạ. Đời nhỏ anh lớn giờ chưa bao giờ được ăn cá nào mà nó ngon như vậy. Đây, muối đây. Ngại thì hại bao tử. Ừ, tắt vô. Vô nha các bạn. Hy vọng là lần sau anh em mình đi câu không bị mốm nữa. Chứ kiểu vậy, mốm buồn quá anh em. Một phát hết cá. Mấy anh chúng con gì không? Gì? Chúng con gì mình nướng hay nhậu hay là bài có bán nhậu hay bán á? Ờ, khô. Cá lao. Khô lao á. Cái gì vậy? Giống cá hố xẻ đúng không? Nướng khô mắc có biểu. Ồ, cạo thằng nướng điên rồi chứ không? À quên, anh nướng cá, anh nướng anh đâu bị đen đâu, em nướng em mới bị đen. Nó khói quá chạy nước mắt nước mũi. Coi có sao mà nó biết đường giật lên Hugo nè. Đó, làm đi. Trời, anh nha. Anh đầu luôn đấy. Đầu sạn. Đầu con cá là sạn không? Cho nên số 7 em ăn đầu. Anh đầu sạn không à? Em làm sao? Anh thấy chuyến đi này thú vị không anh nhỉ? Rất là thú vị. Chắc tối nó về chắc sốt luôn em. Chắc sốt chứ, đấy giờ áo quần thì dầm mưa ướt hết rồi kia mà. Cuộc chuyến đi cực kỳ vất vả mọi người ơi. Nhưng giờ, mà vui. Vui đó. Cả mà nếu mà được cá to còn vui nữa. Vui hết sải luôn á. Giờ không biết sao mấy anh em mình đi toàn bị mốm thôi anh em. Không biết kiểu gì luôn. Mà thường thường mà mình câu được những cá nhỏ vậy là anh em mà mình thả chứ không bao giờ lấy. Nó bữa câu là cứ tính ký không à các bạn, chứ không có mà có dụng như này đâu. Mà sao đi dưới kho chắc hai anh em không hạt nhau hay là sao? Đi bữa giờ rồi đúng không? Bữa giờ không có. Không. Hy vọng là lần sau anh em mình đi không bị mốm như ngày hôm nay. Vì anh em mình đã giải quyết xong những con cá mà anh em mình phóng sinh rồi. Giờ mưa nó cũng to rồi anh em ơi. Trời gần tối rồi, chắc có lẽ anh em mình phải đi về thôi. Về sao? Về cho nữa sốt á. Dạ. Nãy giờ anh mới gọi em biết rồi. Ừ, kêu về giao bánh gì đấy mà đúng không? Giờ chạy về anh đấy gần tiếng đồng hồ nữa hợp lý. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình nha. Thì video này của mình thì nó có hơi thất bại một chút thì mọi người cũng thông cảm. Tại vì ở đầu video mình có nói là hôm nay bắt được gì mình ăn cái đấy. Nhưng mà không ngờ là bắt được. Ví dụ mấy con cá to gơ quá, to cảm động. Mọi người xem video để lại cho mình một like, một comment ủng hộ mình nha. Và đừng quên share video để mình có tương tác, có động lực làm video cho mọi người xem. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye. Thế anh định nói gì vậy? Nói cho em nói, em quay vô em mà quay anh chị. Thiệt lẽ giờ em chỉa camera đằng sau nè. Đúng không? Bye bye đâu, quay bye bye. Bye bye. À, bye bye.